Sự ra đời của nhà máy thủy điện. Thủy năng là nguồn năng lượng khai thác được từ sức chảy của nước, hay còn gọi là thủy điện. Nhờ vào đặc tính là dòng tuần hoàn của nước luôn được làm mới lại mỗi ngày nhờ mặt trời mà thủy năng được xếp vào loại năng lượng có thể tái tạo được. Ban đầu, thủy năng đơn giản được dùng để cung cấp năng lượng cho các cối xay để xay ngũ cốc. Với sự phát triển của công nghệ, chúng ta có các máy phát điện, thủy năng sử dụng các tua bin và máy phát. Năng lượng cơ khí này được tạo ra nhờ sử dụng dòng chảy của nước. Nước làm quay rơ to trên tua bin nối đến một máy phát điện từ. Khi tua bin quay sẽ sản xuất ra điện năng. Có hai cách để xây dựng nhà máy thủy điện. Cách thứ nhất đó là xây dựng đập và nhờ vào dòng chảy tự nhiên của sông. Đập thủy điện giúp chúng ta có thể tận dụng được nguồn năng lượng tiềm tàng của các con sông để sản xuất điện. Cụ thể hơn, đập được tạo ra để chặn sông nhằm nâng mực nước, đồng thời kiểm soát dòng chảy của sông. Mực nước dâng lên giúp tạo ra trọng lực, nước sông đổ xuống làm quay tua bin. Một đập thủy điện chứa thêm một hồ nước dự trữ ở dưới chân đập để bơm nước lại lên hồ thủy điện ở trên, hay còn gọi là các hồ thủy điện tích năng, thường được sử dụng vào các giờ cao điểm. Cách thức thứ hai để sản xuất thủy điện là lợi dụng dòng chảy tự nhiên của dòng sông. Cách này về cơ bản vẫn sử dụng tua bin và máy phát. Tuy nhiên, thay vào việc xây đập nâng mực nước, chúng ta lợi dụng sức chảy tự nhiên của con sông thông qua việc chuyển hướng một phần nước sông cho chạy qua tua bin. Vì phương thức này phụ thuộc hoàn toàn vào dòng chảy tự nhiên nên không được đảm bảo bằng phương thức xây đập. Kích thước của các đập thủy điện cũng rất đa dạng. Một con đập cỡ lớn có thể sản xuất hơn 30 MW. Cỡ vừa cho ra từ 100 đến 30 MW. Nhỏ hơn nữa sẽ là dưới 100 kW. Trong các nguồn năng lượng có thể tái tạo được, thủy năng là phổ biến nhất. Việc sử dụng thủy năng đã đem lại nhiều lợi ích. Về mặt lâu dài, để xây dựng một nhà máy thủy điện sẽ rất tốn tiền bạc. Nhưng bù lại, việc sử dụng thủy điện sẽ rất rẻ. So sánh với một vài năng lượng có thể tái tạo khác, thì thủy năng có mức độ tin cậy cao, thậm chí thủy điện có thể sử dụng làm một nguồn năng lượng dự trữ cho các nguồn năng lượng khác. Ngoài ra, việc xây dựng đập còn có thể ngăn lũ lụt và đóng vai trò là nguồn cung ứng nước, đảm bảo cho các địa phương. Bên cạnh những ưu điểm rõ rệt trên, sản xuất thủy điện còn nhiều nhược điểm, đặc biệt khi xây dựng những con đập lớn. Việc xây đập để chặn các con sông đã gây tác động xấu tới môi trường xung quanh, như biến đổi môi trường sống của động vật hoang dã, chặn đường di cư của các loài cá, buộc các hộ dân cư sinh sống bên sông phải rời bỏ nhà của mình. Ngoài ra, việc vỡ đập còn có thể gây ra thiệt hại to lớn về người cho những người sống ở hạ lưu sông. Không chỉ vậy, quá trình xây dựng đập thủy điện thải ra nhiều khí CO2, đặc biệt do khối lượng lớn xi măng phải sử dụng. Xác động thực vật chìm trong lòng hồ thủy điện, các chất thải của nhà máy thủy điện bị chìm xuống nước cũng tạo ra khí mê tan. Khí này góp phần gây nên hiệu ứng nhà kính.